Thì ở đây có chị em là có hỏi là trẻ trên 1 tuổi ấy, thì bị táo bón thì có dùng được không và dùng loại nào, và thường thường thì những trẻ này thì thường này sẽ có cái vấn đề về cân nặng đấy ạ. Thế nên là ở đây cũng có một câu hỏi là chị em hỏi là sau khi mà sử dụng cái sản phẩm này mà nếu mà tăng cân được rồi ấy mà ngưng sử dụng á thì có bị biếng ăn trở lại và lại lại gầy trở lại không ấy ạ? Thì hai câu hỏi này em muốn lồng ghép luôn, nhờ anh Vinh giải đáp ạ. Rồi, cái này là em lồng ghép thì anh lồng ghép thêm nữa. Thứ nhất là toàn bộ táo bón, tiêu chảy, phân nát, phân xấu, đầy bụng, khó tiêu. Rồi, tất cả những cái này là nguyên nhân của nhiều vấn đề. Nhưng mà trong đó có một vấn đề mà nó sẽ là gọi là nguyên nhân và gọi là nguyên nhân và hậu quả đó. Hậu quả đó. Thì cái hậu quả nó là cuối cùng là dẫn đến vấn đề về dinh dưỡng, thì trong trường hợp tăng cân là vấn đề về dinh dưỡng rồi. Thế thì chúng ta dùng vi sinh là trong tất cả mọi trường hợp đó để hồi phục lại hết, táo bón cũng hồi phục, ngược lại tiêu chảy đương nhiên hồi phục, vì tất cả mọi cái là do cái hệ thống đường ruột, cái hệ thống vi sinh chúng ta quy định rồi, kể cả cái chức năng tiêu hóa của chúng ta cũng do hệ thống vi sinh quy định rồi. Như vậy thì chúng ta ứng dụng cái lợi ích của vi sinh, hoặc cái thực ra không phải lợi ích vi sinh đâu, là đó là điều mà con vi sinh trong đường ruột chúng ta nó phải làm, nhưng mà con chúng ta nó đang không hoàn chỉnh cho nên nó không làm được, không đảm trách, cho nên chúng ta hồi phục lại nó. Cho nên trong tăng cân thì mình đã đưa ra một cái liệu trình, mà liệu trình này áp dụng đúng thì nó sẽ thành công. 14 ngày đầu sử dụng men trước bữa ăn, liều tấn công. Thế nào là tấn công? Ví dụ như trường hợp vừa mới mô tả là đứa trẻ 1 tuổi dùng 3 gói kích lắc luôn nha các bạn. Hai gói kích lắc một lần. Hai gói kích lắc một lần. Một ngày dùng 3 lần trước bữa ăn. 30 đến 60 phút. Đó. Và cứ cho đứa trẻ uống uống nước uống nước bình thường cũng được, uống nước vào thì đường ruột nó sập. Và cứ dùng như vậy. Dùng như vậy là 14 ngày, tức là mình lập cái kế hoạch của mình cho 14 ngày. 14 ngày để này để làm gì? Đường ruột của con mình có táo bón cũng hết, tiêu chảy cũng hết, rồi phân xấu cũng hết, phân nghe mùi tốt hơn. Rồi ở giây 14 ngày này muốn làm điều gì để nó đạt được cái điều này nhanh nhất? Đừng cho con mình ép, đừng ép con mình ăn, cho con mình ăn nhẹ nhàng. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là đường ruột con mình tốt để một cái hành trang suốt đời của nó, sau này của nó tốt, một cái quá trình của nó tự nó tốt. Rồi, cái câu này nó cũng trả lời luôn là sau giảm cân, sau cái này nó có ổn hay không đó. Rồi. Sau đó 14 ngày còn theo, từ cái chỗ nó đang thiếu cân. Thiếu cân mà chúng ta cho ăn mà chúng ta không chú ý đến cái cách cho ăn thì bao giờ nó mới 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 mới, mới tăng tăng nó đạt được cái mục tiêu chúng ta một cách gọi là tối ưu, đúng không? Cho nên 14 ngày tiếp theo là chúng ta lập kế hoạch cho sự tăng cân bằng cách là gì? Không, mình không đừng có dưỡng nói tự tăng cân, lập kế hoạch cho cái việc tăng cường dinh dưỡng mà bé vẫn tiêu hóa tốt, là dùng men sau bữa ăn cũng liều như vậy, dùng sau bữa ăn 30 phút, là ăn xong dùng men để làm gì? Để tiêu hóa và hấp thụ và chuyển hóa cái thức ăn đã tốt, cho nên sẽ sử dụng sau bữa ăn. Rồi, như vậy thì dùng để cái mục tiêu là tiêu hóa tốt, hấp thụ tốt, với cái mục tiêu là tăng cường bữa ăn. Rồi bây giờ bắt đầu các bạn tăng cái gì? Đừng có tăng một cách sai lầm, tăng vội vã, không, đừng có tăng bằng cách cho những thực phẩm không tốt, sai lầm, loại ví dụ chiên rán, thực phẩm có chất bảo quản, thực phẩm đóng gói sẵn, đừng dùng các bạn. Tập trung vào cái chế độ ăn bằng cái thực phẩm chúng ta chế biến tốt cho trẻ. Rồi như vậy thì chúng ta dùng sao? Dùng ăn uống là mình bằng cách nào? Là 3 bữa chính vẫn ăn đầy đủ theo nhu cầu không ép. Tăng cường bữa phụ là sáng. Bữa phụ là gì? Sáng, giữa buổi chiều và thêm buổi tối theo khả năng của bé mà tăng cường. Thì khi tăng cường bữa phụ các bạn đừng có lãng phí cái bữa phụ bằng những cái thực phẩm mà năng lượng thấp mà nó không tốt, bằng cách các bạn chọn những cái loại thực phẩm tốt. Trái cây ngon là một thực phẩm tốt.
Sữa công thức tốt là một thực phẩm tốt. Đừng có uống những cái sữa mà nó có chất bảo quản trong đó, tức là những cái sữa bịch mà nó để trong cái bên ngoài tự nhiên không có chất bảo quản là cũng không tốt. Uống phải uống sữa tươi, còn không là phải chọn sữa công thức. À, sữa công thức là bổ sung, chỉ cần các bạn có thừa nhận không, nếu như cũng ăn như ngày xưa mà bé tiêu hóa tốt hơn, rồi bé để thêm 1, 2, 3 ly sữa, bé vẫn tiêu hóa tốt thì bé sẽ tăng cân vậy thôi. Còn nếu mà bổ sung vô bé bị bón thì chưa được, tiếp tục bớt lại và tăng cái chế độ để điều chỉnh bón đó, thì mới được. Còn có tiêu chảy thì dĩ nhiên là không được rồi. À, Dạ. nguyên tắc là vậy.